Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ai đứng sau lưng Nguyễn Thanh Nghị chọc vào nhóm Bắc Hà và mục đích là gì. Giới hiểu biết chính trị cho rằng Nguyễn Thanh Nghị chỉ chọc phá chứ không thể triệt hạ được ai. Muốn triệt hạ thì phải cỡ ủy viên Bộ Chính trị hoặc ủy viên Trung ương Đảng nhưng nắm những vị trí rất cao như chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, và vai trò của Nghị cũng không thể xử lý được giám đốc Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch Kiến trúc dù cho hai cơ quan này là cấp dưới của ông Nghị. Quyền xử lý giám đốc các sở này thuộc chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Xem ra quyền lực của Nguyễn Thanh Nghị vẫn thấp hơn quyền lực của chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố này. Đây là hình ảnh Nguyễn Thanh Nghị đang trao đổi với ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong trò chơi quyền lực ở hậu trường chính trị nhà nước cộng sản có rất nhiều chiêu, rất nhiều cách tổ chức mà người dân ít nhìn thấy nếu không có những tin tức từ trong tuần ra. Thực tế, trò chơi quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã lên đến một mức độ chuyên môn rất cao. Trong bài đánh của Nguyễn Thanh Nghị nhắm vào cánh Bắc Hà mà xuất điểm từ thời Nguyễn Thế Thảo, thì đấy là cú đánh đầu tiên được nhóm quyền lực đứng sau hậu thuẫn. Nguyễn Thanh Nghị có nhiệm vụ moi ra sai phạm và nhóm kia xem xét có nên đánh tiếp hay im. Hiện nay, chiếc ghế chủ tịch thành phố Hà Nội đang bỏ trống, hậu trường đang đấu đá nhau, đưa ai lên vẫn chưa ngã ngũ. Phạm Minh Chính muốn đưa cánh Thanh Hóa vào đây, còn cánh Hà Tĩnh thì cũng muốn đưa người của họ vào. Mặc dù Trần Cẩm Tú và Phạm Minh Chính đang là đồng minh nhưng không thể thống nhất được chiếc ghế này. Đấy là hai phe đấu nhau giành ghế, còn đó phe thứ ba, thứ tư ai cũng biết là cánh Nghệ An của Vương Đình Huệ và phe Nguyễn Phú Trọng. Cũng vì lý do đó mà cho đến nay chiếc ghế chủ tịch Hà Nội cho Trung Ngọc Anh vẫn chưa chọn được ai để thay thế là như thế. Và Nguyễn Thanh Nghị không có khả năng tham gia vào việc tranh giành chiếc ghế chủ tịch Hà Nội. Tuy nhiên, Nghị hoàn toàn có khả năng moi ra sai phạm thuộc cấp của chủ tịch thành phố. Trong tầm tay của Nghị, đó là Nghị sẽ moi sai phạm để đồng minh đánh đổ phe cánh Bắc Hà đang ngồi ở Sở Quy hoạch Kiến trúc và Sở Xây dựng Hà Nội. Đồng thời có thể giật đổ những thân tín của chủ tịch đã từng phụ trách mảng xây dựng cho thành phố. Những người đó giờ đang ở vị trí cao trong bộ máy chính quyền ở thành phố này. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng, nạn nhân của trò chơi quyền lực. Thế lực của Phạm Minh Chính đang rất mạnh, vì thế thế lực khác đã tung tài liệu mật để phơi ánh sáng những gì ông Thủ tướng đã làm. Nguyễn Thanh Nghị đang là cánh tay đắc lực của ông Thủ tướng nên cũng đang rất có lợi. Theo thông tin nội bộ được cho biết, người đứng đầu chính phủ hiện nay đang rất tin tưởng Nghị và giao cho Nguyễn Thanh Nghị vai trò tiên phong trong trò chơi quyền lực này. Nghị đã chấp nhận cuộc chơi vì tự tin cậu ta là con trai của Ba Dũng nổi tiếng. Trong trò chơi quyền lực vốn rất khắc nghiệt, thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu phe chính phủ thắng, Nghị sẽ tiến rất xa. Giả sử như ông Phạm Minh Chính mà đoạt được ghế tổng bí thư một ngày nào đó, thì chiếc ghế phó thủ tướng khó mà rơi khỏi tay Nghị. Thậm chí chiếc ghế phó thủ tướng thường trực cũng sẽ tới tay. Đây là hình ảnh Nguyễn Thanh Nghị đang sẵn sàng chịu mọi thử thách. Chính trị là con dao hai lưỡi, nếu không cẩn thận, lưỡi thứ hai sẽ cứa đứt tay của chủ nhân. Rất nhiều quan chức sổ khám đều là nạn nhân của cuộc chơi này. Vào năm 2016, Nguyễn Tân Dũng đã thua cuộc trước Nguyễn Phú Trọng, thì Đinh La Thăng đã bị ông Tổng hành cho ra bã và giờ đang thụ án tù. Nhưng nếu giả sử ông Nguyễn Tân Dũng thắng, thì Đinh La Thăng có thể đã trở thành tứ trụ sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở kỳ bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đấy là cái giá cho trò chơi quyền lực. Nguyễn Thanh Nghị nhận làm lính tiên phong cũng là đang tham gia vào giờ khơi khắc nghiệt này. Nếu Phạm Minh Chính thắng, sự nghiệp chính trị của Nghị thăng hoa. Nếu Phạm Minh Chính thất bại thì sự nghiệp chính trị của Nghị có thể đứt bóng theo. Trò chơi chính trị là như thế, dám chơi, dám chịu, và có vẻ như Nguyễn Thanh Nghị đang sẵn sàng. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chùm mật vụ không ngai Nguyễn Thị Thanh Nhàn, hai tầng bảo vệ thách thức ông Tổng. Để thọc chân vào môi giới buôn bán vũ khí, Nguyễn Thị Thanh Nhàn phải làm một mắt xích trong mối quan hệ làm ăn mang màu sắc gián điệp. Với ngân sách lên đến hơn 5 tỷ đô la cho mỗi năm, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ cần làm trung gian môi giới những thương vụ lớn
thì có thể nhận lại lại quả những con số rất khủng khiếp. Việt Nam đã có những thương vụ mua vũ khí phía Israel với giá trị hàng tỷ đô la. Vì thế, các cơ quan mật vụ đối tác để mặt tới bà Nhàn là điều chắc chắn. Mà Việt Nam đâu chỉ mua vũ khí duy nhất của Israel đâu. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư tại Trung Đông. Điều có thể khẳng định chắc chắn là Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang được hai cơ quan tình báo bảo vệ ở châu Âu. Một trong số đó là cơ quan tình báo nổi tiếng của Israel. Chính cơ quan này thu xếp để Nhàn có các cuộc tiếp xúc với các ông chủ Ả Rập ở Trung Đông vào tháng 3 năm 2022, trước khi có thông tin sẽ chính thức bị khởi tố. Phạm Minh Chính đã còn giao cho Nhàn thay mặt chính phủ Việt Nam trong các thương vụ mà sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thì chỉ là một nhân vật có mặt mang tính hình thức mà thôi. Đây chính là nội dung được tài liệu mật tuyên bố và chúng tôi đã chia sẻ cùng các bạn. Tiếp theo, được biết thông tin việc Phạm Minh Chính có liên hệ với cơ quan tình báo Israel đã xuất hiện từ tháng 7 năm 2019. Khi đó là trưởng ban tổ chức trung ương, ông đã tới Israel và đã có cuộc tiếp xúc với nhiều thành phần ở Israel. Bởi tư duy phân tích có thể hiểu rất đơn giản là ngành tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng Marxist, thì liên quan gì và học tập được từ gì từ các đảng phái và các cơ quan của Israel, một nước theo đường lối tư bản của tôn giáo khác biệt hẳn với Việt Nam. Tài liệu mà cơ quan có liên quan của Việt Nam theo dõi đã được tiếp cận cho thấy bà Nhàn đã tham gia vào các phi vụ đàm phán mua bán vũ khí cho Tổng cục Tình báo Quốc phòng Việt Nam, viết tắt là Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng. Một nhân vật vị trí lãnh đạo của công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC tên là Thế Anh đã có mặt trong cuộc đàm phán mua sắm trang thiết bị quân sự và vũ khí của Tổng cục 2. Chi tiết này đã được cơ quan có liên quan ghi nhận từ giai đoạn 2017 đến 2018. Và vì sao Thế Anh, một nhân vật làm việc cho công ty tư nhân IC do Nguyễn Thanh Nhàn làm chủ tịch, lại có thể được Tổng cục 2 đưa vào tham gia các cuộc đàm phán như vậy? Cũng tại thời điểm này, Thế Anh còn là đại diện của công ty VID của Israel. Công ty này được xác nhận là công ty của cơ quan tình báo Israel, chuyên thu thập dữ liệu. Đây là hình ảnh, thêm hình ảnh về Nguyễn Chí Dũng và Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Trung Đông. Từ khi nào mà Tổng cục 2 đã bị cơ quan tình báo Israel xâm nhập và chi phối đến như vậy? Với khoảng vài ngàn tỷ mua sắm trang thiết bị và vũ khí mà Tổng cục 2 đã sử dụng trong thời gian qua, Trung tướng Tổng cục trưởng Phạm Ngọc Hùng đã vô tình hay hữu ý gắn kết quyền lợi với Phạm Minh Chính và Nguyễn Thị Thanh Nhàn một cách sâu sắc đến vậy. Hiện tại, cơ quan kiểm tra đã có kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhiều đơn vị của Bộ Quốc phòng, trong đó có Tổng cục 2, và đó là câu hỏi vì sao Trung tướng Tổng cục trưởng Tổng cục 2 Phạm Ngọc Hùng lại quyết tâm kéo dài công việc mà không chịu nghỉ hưu, bởi ông phải đối diện với hàng loạt các vấn đề bị kiểm tra, phải trả lời câu hỏi về sự minh bạch mua bán hàng ngàn tỷ đồng thiết bị. Và trong hợp đồng này, cơ quan tình báo Israel đã chi phối và can thiệp như thế nào? Thế Anh đã được một số cơ quan liên quan chú ý, vậy ông Hùng có biết điều này hay không? Đây là hình ảnh khác của Nguyễn Chí Dũng và Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Đấy là những gì về hoạt động của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thực chất những gì được đưa lên mặt báo đều là phần nhỏ, không thể hiện đúng bản chất của sự việc. Đất nước Việt Nam đang bị nước ngoài chi phối, nguyên nhân cũng bởi từ những con người như vậy. Vấn đề liên quan đến ông Chính còn rất nhiều, và chúng tôi sẽ chuyển cho các bạn ở những bản tin phía sau. Bản tin là một phần được tiết lộ từ bộ tài liệu mật mà tờ Thời báo.de vừa nhận được.